không là quên á. Kim viết biết đâu rồi. Có viết chi nè. Yeah, có cái đi ghi rồi, còn giấy nữa. Giờ tên ủa quá, giấy đâu ta? Trời ơi hả? Trời, cái điện thoại cùi bắp này làm sao mà có thể ghi nốt được? Trời ơi, phải làm sao đây? Không có giấy thì phải làm sao đây? Không lẽ viết chì nó chỉ ghi được trên mỗi tờ giấy thôi sao? Không lẽ nó không ghi được trên những chất liệu khác hay sao? Trời ơi. Các bạn có biết đây là cái gì không? Đây là cục đất sét mà mình vừa cướp cạn của cái anh làm gốm hàng xóm. Bây giờ mình sẽ thử xem là liệu bút chì nó có ghi được trên cái miếng gốm này không nha. Nhưng mà trước tiên là mình phải làm khô nó đã. Ghé hết cho anh thèm bánh tráng luôn. Mọi người coi nè. Nó to nè. Phải được ha. Phải tìm thêm một vài cái. Cái lá chuối thì được nè. Lá này có vẻ to nè. Được nè. Mình nghĩ là cái lá này có thể vẽ được á. Nếu mà mình phơi khô á, mình hái về thử miếng đi. Trời ơi, cố gắng không có đắt. Trời ơi, lá này nó dễ đắt lắm luôn á. Trời ơi, đừng đắt xinh lắm. Thôi miếng này cũng được đi. Ok, cũng làm được. Hai cái rồi, phải tìm thêm mấy cái nữa. Lộng được 50 ngàn. Trời. Vui quá à. Yeah. Đi cả buổi mà được có 2 cái lá à. Chắc mình phải về nhà mình hắt thêm đồ của mẹ mình quá à. Thôi mình về nhà ha, các bạn theo mình ha. Trời ơi, nhà ai mà trồng hoa đẹp quá à. Trời ơi, nhiều màu luôn á, thích ghê, mình thích cũng vậy lắm nha. Hoa kia dễ thương quá à, một cái hàng rào luôn. Trời ơi, hay quá ta. Trời ơi, hoa nhà ai mà đẹp quá đi. Dám đựng vô đâu, dám hái đâu. Wow, dễ thương ghê. Đẹp quá à, ước gì nhà mình cũng có bông như vậy. Hâm mộ. Những cái lá này nè các bạn, trước khi mình dùng mình sẽ phơi khô nó trước. Đầu tiên là cái lá cái gì nhỉ, cây này cái gì nhỉ, à sake, cái mà trái mà mình ăn, người ta chiên ra bán ngoài đường á, ngon thì ngon á. Còn này lá chuối nè, hồi bé mình hay làm bánh chưng bánh tét bằng cái lá này nè. Muốn làm gì phải phơi khô khéo héo mới làm được. Còn cái cục này nè, cái cục gốm mình nè, cái cục này nè, mình hồi nãy mình có phơi trên bàn đá đó mà nó chưa có khô, với lại mình phải phơi tiếp ở đây. Ở đây nha. Rồi, chiều mình sẽ đem về. Đem nha. Yeah. Hi, xin chào tất cả các bạn. Như các bạn đã xem từ đầu video và các bạn có thấy cái nỗi băn khoăn của mình. Tại sao bút chì chỉ có thể mình chỉ dùng tờ giấy mà mình vẽ bút chì lên
Nếu như mà không có tờ giấy thì mình liệu có thể dùng cái vật liệu khác không? Ví dụ như là mình dùng những vật liệu mà xung quanh mình đây, thì vì lý do đó cho nên là hôm nay mình sẽ làm cái bài thử nghiệm thử dùng bút chì vẽ trên các chất liệu khác ngoài giấy. Đây là một miếng đất sét mà mình hôm qua mình đã nhọc công, mình nặng, mình phơi khô một cái bóp da, một miếng lá chuối, một miếng vải màu trắng. Tới đây đây cái lá sa kem mà hôm qua mình đi lượm nè. Và một cái bảng A3. Mình nghĩ các bạn nào cũng đây cái bảng của mình, đây đồ hàng của mình đây. Nên mình sẽ bày trò chơi chơi ha, giống như mình chơi đồ hàng hồi bé vậy đó. Đây những đồ mà nó xung quanh mình dễ kiếm, dễ nhìn thấy. Và đây là một nhân vật không thể thiếu của chúng ta, nhân vật chính, cái bút chì. Và mình sẽ mời cái bút chì Mitsubishi làm nhân vật chính của ngày hôm nay. Đầu tiên là mình sẽ thử trên cái tấm bảng A3 này trước. Nó cũng là mình nghĩ là sẽ dễ vẽ thôi. Và quan trọng là nó dễ như thế nào. Mình thử trước, rồi mình ghi tên đi, tên của mình. Wow, quá easy. Đã quá. Vậy là nếu như các bạn ngoài việc các bạn viết chữ lên đây, và mình nghĩ là các bạn có thể vẽ hẳn lên đây luôn. Thậm chí các bạn có thể vẽ nét và các bạn có thể đánh bóng, bạn tô đậm nhạt gì cũng được. Và cái miếng gỗ này là cái miếng mình nghĩ là nó rất là dễ vẽ và một ứng cử viên sáng giá cho các bạn. Mình sẽ vẽ một con heo con. Nhưng mà heo lai gấu rồi. What the hell? Thử đánh bóng lên coi. Wow. Tăng động cũng dễ mà muốn để nhạc cũng dễ nữa. Khá ok. Cái chất liệu này khá ok. Giờ mình sẽ thử với một cái chiếc lá sake đã phơi khô. Mình sẽ vẽ, đầu tiên mình sẽ vẽ thử coi. Hình đơn giản thôi. Ví dụ mình vẽ bông hoa đi. Ui. Ui, vẽ được các bạn ạ. À, các bạn nhìn kỹ không? Các bạn thấy nè, để như đây nè. Khi mình đặt bút chì vô là nó vẫn ăn bút chì nè. Nhưng mà khi các bạn vẽ trên này á, các bạn nhẹ tay thôi nhé. Tại vì nếu mà mạnh tay quá thì nó sẽ giống như thế này. Lủng luôn rồi. Wow, vẫn ăn nha. Vậy mà mình cứ tưởng là nó không có ăn. Mình thử vẽ một đôi bốt trên đây cho kìa. Khi vẽ mình phải vẽ rất là một rất là nhẹ nhàng. Nếu mà mình mạnh tay á, cái này nó bị lủng liền. Vậy các bạn đoán coi cái này là cái gì? Giờ là mình sẽ vẽ trên vải. Mình lo lắng quá không biết có vẽ được hay không. Và mình sẽ vẽ nhẹ tay trước. Vì mình sẽ vẽ bông hoa cho dễ dàng ha. Thực sự là khi vẽ lên vải đó rất là khó, tại vì nó sẽ bị nhăn. Theo cái nét chì mình đi á, nó thành nét gợn sóng như vậy nè. Và đúng như dự đoán của mình là nó vẫn có thể vẽ được, nhưng hơi khó một xíu. Và mình nghĩ là nếu như mà
muốn vẽ trên vải thì chắc có lẽ là chúng ta phải dùng tới cái khung căng á, cái loại mà tròn tròn mà người ta hay dùng để thêu á các bạn. Hoàng vẽ được nha. Đây là khi mình thử nè, được một nét nè, nhưng mà mình phải vẽ rất là nhẹ nhàng, mình không có dùng cái khung. Nói chung á, theo mình thấy á, vẽ trên vải thì vẫn được, nhưng mà các bạn phải chịu khó căng lên trên một cái miếng, trên cái khung căng á các bạn, thì mình mới vẽ được, chứ nếu không mà vẽ nhân cách của mình á thì nó sẽ bị như thế này nè, bị nhăn vải liền. Và một điều đặc biệt là vẽ trên vải mình vẫn có thể tô bóng được, hơi khó một xíu thôi nhưng vẫn tô bóng được. Được, nhưng mà được đây không phải là được hết các bạn. Đây mình thấy rồi đây, nó mờ mờ, nó không lên được độ đậm của chì. Có vẻ như đây là một cái bánh gạo các bạn ơi. Không, mình đùa các bạn thôi, đây là một cái mảnh đất sét mà mình đã nặng mà mình phơi khô, nó thành ra màu trắng như thế này, giống như bánh gạo, có thể ăn được luôn. Đùa đấy. Và mình sẽ thử vẽ lên đây, hy vọng là vẽ được. Mình vẽ nhà đi. Hồi bé mình vẽ mình wow, thật sự rất là mềm. Mình chỉ mới đi một nét thôi mình đã thấy cái độ mềm và độ ăn chì của cái mảnh đất sét này. Wow, khá là thú vị. Không ngờ nó thú vị đến như vậy. Một đường đen, và khi mình nhấn đậm á thì cái độ đậm nó tăng dần lên, nó theo ý muốn của mình. Rất dễ dàng, và mình thử vẽ. Mình sẽ vẽ cho nó hoàn thiện cái bức hình của mình luôn. Và tự nhiên vẽ này mình nhớ tới tuổi thơ quá các bạn ơi. Hồi bé mình cũng hay đi nặng đất sét nè. Wow, cảm giác như vẽ giống như trên giấy vậy đó. Thật là thích. Tô bóng cái cây luôn. Wow, ra nét luôn nè. Thấy chưa? Và cái cuối cùng sẽ là một miếng da. Và mình nghĩ nó sẽ khó nhăn đây. Và nó còn màu tối nữa, biết vẽ có lên hay không nữa. Nhưng mà cái đây là cái ví các bạn. Ăn trộm đấy. Trộm của ông anh. Trộm của ông anh. Hy vọng là sẽ lên. Rồi vẽ nhẹ nhẹ xong về xóa lại, chứ không anh chửi chết. Ông để ý ông thấy cái nét rồi mình chửi chết luôn á. Không thấy gì hết trơn các bạn. Mình vẫn thấy nó có thể ăn lên một xíu, nhưng mà nó không có rõ ràng lắm. Có lẽ là nếu mà mình sử dụng một cái miếng da khác sáng màu hơn thì nó sẽ thấy rõ hơn là cái da này. Nhưng mà dù gì thì mình nghĩ là mình vẽ lên da đó thì dùng chì mình vẽ lên da nó sẽ không có rõ ràng cho lắm. Thì mình tô bóng thử ra. Sau khi mà mình đã vẽ lên tất cả những thứ mà mình đã bày ra và mình rút ra một cái kết luận nhỏ là có những cái mình vẽ rất là dễ dàng, có những cái mình vẽ nó hơi khó một xíu, nhưng hầu hết là mình đều có thể vẽ lên được hết. Và mình nghĩ nha, mình thấy thì cái lá sa kê này là cái anh khó vẽ nhất. Mặc dù ảnh khi mình vẽ lên nó dễ ăn quốc chì, nhưng mà mình vẽ mình phải rất là nhẹ tay, nếu không nó sẽ nứt cái tờ cái lá của người ta. Và miếng da là miếng cũng rất là cũng dễ vẽ, nhưng mà khi bạn vẽ thì các bạn phải chịu khó đồ một xíu thì nó mới lên được. Và cái miếng vải á, thì cũng tương tự miếng da, khi bạn vẽ thì nó khác một xíu là nơi do nó quá mềm, thành ra các bạn phải dùng khung căng lên các bạn mới vẽ được. Và ứng cử viên sáng giá nhất hôm nay là miếng đất sét phơi khô. Khi vẽ cái miếng đất sét này, các bạn có thể vẽ đậm, vẽ
nhà, các bạn vẽ nét to, nét nhỏ, chi tiết hay là giản đơn, các bạn đều rất là dễ vẽ. Mình chốt lại là cái miếng đá xét này là cái miếng dễ vẽ nhất trong tất cả những miếng còn lại, những phần việc còn lại. Các bạn ơi, mình vừa làm xong cái video thử nghiệm thử dùng bút chì vẽ trên các chất liệu khác ngoài giấy. Nếu các bạn thấy hay, các bạn có thể vui lòng like hoặc là subscribe kênh giúp mình để mình có động lực làm những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn. Chào và hẹn gặp lại. Nha nha nha. Để chị thử vẽ lúc này cho em coi có đẹp không nha. Đi con này, yên nè. Tê 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 tê. Ui không thấy gì hết trơn á. Không thấy gì hết trơn á. Nha nha nha. Nè, yên nè. Ôi, không thấy gì hết, thôi khỏi. Nằm đi, chết đi.